Thấy thầy rồi. Rồi, ok. Rồi, chương 19 là người ta học về nhiệt độ. Chương này người ta học nhanh thôi. Đầu tiên là khái niệm nhiệt độ. Nhiệt độ là cái gì? Các bạn thấy là đối với những cái vật chất thì chúng ta sẽ đo được cái gì các bạn? Về cái kích thước của nó này. Nó là kích thước của nó về chiều dài, chiều rộng, đó là những đại lượng vật lý ta đo được. Rồi, cân nặng này, cân nặng thì chúng ta cũng đo được. Đó, cân nặng của nó là cũng là một đại lượng vật lý. Và nhiệt độ nó cũng là một đại lượng vật lý và chúng ta có thể là đo trực tiếp bằng cái bằng cái gì các bạn? Bằng cái những cái thiết bị đo nhiệt độ. Và cái nhiệt độ nó là một cái đại lượng lượng vật lý đặc trưng cho mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử trong vật chất. Ví dụ như là các phân tử của chất khí khi mà có nhiệt độ thì các phân tử này chuyển động hỗn độn và va chạm vào cái thành bình. Đối với vật rắn thì khi có nhiệt độ thì sẽ các cái tinh thể vật rắn sẽ dao động, tinh thể vật rắn dao động và khoảng cách giữa các cái cấu trúc tinh thể sẽ co giãn và thay đổi cái kích thước. Đối với chất lỏng, các phân tử trong chất lỏng cũng vậy, khi có nhiệt độ tăng, sự chuyển động hỗn độn của các phân tử trong chất lỏng thì tăng lên. Vậy thì nhiệt độ ở đây nó đặc trưng cho cái mức độ chuyển động hỗn độn của các phân tử bên trong vật chất. Và cái mức độ chuyển động hỗn độn này người ta đo được và nó là một cái đại lượng vật lý. Ta lưu ý nó là một cái đại lượng vật lý. Và cái nguyên lý thứ không của nhiệt động lực học người ta nói là gì? Nếu hai vật cùng tiếp xúc với một vật thứ ba và cân bằng nhiệt với vật thứ ba thì hai vật đó nó cân bằng nhiệt với nhau, nghĩa là nó cùng tiếp xúc nhiệt với một vật thứ ba và cân bằng với vật thứ ba thì hai cái vật đó nó sẽ cân bằng nhiệt với nhau. Cân bằng nhiệt có nghĩa là gì các bạn? Ở đây có cái ý nghĩa của cân bằng nhiệt có nghĩa là tiếp xúc với nhau và có gì và có cái sự lan truyền nhiệt và cân bằng nhau. Mà nguyên lý thứ nhất này nó thiết lập một cái đặc tính cơ bản của nhiệt độ, cơ bản của vật chất, đó là nhiệt độ nó là một nó nêu lên nhiệt độ đó là một cái đặc tính cơ bản của vật chất. Ví dụ như chúng ta đặt hai cái thanh, một cái thanh inox và một cái thanh bằng đồng, ta đặt vào trong một cái ngăn lạnh của cái tủ lạnh đó. Vậy thì sau một khoảng thời gian thì sao các em? Cái nhiệt độ ban đầu của các thanh khác nhau, thanh inox khác nhau, thanh đồng khác nhau, nhưng mà khi mình đặt vào trong tủ lạnh thì nó sẽ gì? Nó tiếp xúc nhiệt với cái môi trường bên trong tủ lạnh, vậy là nó cân bằng nhiệt với môi trường. Vậy thì khi đó hai vật thanh inox và thanh đồng ta thấy là nó cân bằng nhiệt với nhau, nè, cân bằng nhiệt. Khi mà hai vật mà cân bằng nhiệt và ta đặt lại gần nhau, tiếp xúc với nhau thì khi vật đã cân bằng nhiệt và có cái nhiệt độ bằng nhau thì khi mà mình đặt lại gần tiếp xúc thì không có hiện tượng truyền năng lượng giữa hai vật này nữa, không có hiện tượng truyền năng lượng giữa hai vật này nữa. Câu hỏi thứ nhất là hai đối tượng với các kích thước và khối lượng và nhiệt độ khác nhau được đặt tiếp xúc nhiệt chiều chuyển đổi năng lượng như thế nào? Thứ nhất là năng lượng đi từ đối tượng lớn đến đối tượng nhỏ hơn, hoặc là năng lượng đi từ vật có khối lượng lớn đến vật có khối lượng nhỏ hơn, hoặc là năng lượng đi từ đối tượng ở nhiệt độ cao hơn đến đối tượng ở nhiệt độ thấp hơn. Vậy thì chọn câu nào các em? Năng lượng sẽ như thế nào? Năng lượng sẽ đi từ đúng rồi từ từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp hơn, đối tượng với nhiệt độ cao đến cái nhiệt độ thấp. Đó là câu C này. Năng lượng nó chỉ truyền từ năng lượng khi mà tiếp xúc nhiệt nó sẽ truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Và chúng ta sang phần nhiệt kế và thang đo nhiệt độ. Nhiệt kế là gì? Là một cái thiết bị để người ta sử dụng đo nhiệt độ của cái vật chất và môi trường.
Ví dụ các bạn hay dùng sử dụng là cái nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế thủy ngân, hoặc là sử dụng cái nhiệt kế gì, hồng ngoại, đúng không em? Nhiệt kế hồng ngoại. À, nhiệt kế thủy ngân này nó dựa vào tính chất gì? Ở đây nó sử dụng cái tính chất giãn nở vì nhiệt của chất lỏng. Chất lỏng trong trường hợp này là thủy ngân. Bên trong của cái nhiệt kế này là có một cái cột thủy ngân nhỏ và nó sẽ giãn nở dọc theo một cái rãnh. À, vậy thì ở đây người ta sử dụng những cái tính chất vật lý của vật chất giãn nở vì nhiệt để người ta tận dụng cái tính chất đó, người ta sẽ thiết kế một cái nhiệt kế mà để đo nhiệt độ của những cái môi trường hoặc là những cái vật chất cần đo. Ngoài ra người ta có thể sử dụng những cái tính chất khác, ví dụ như là điện trở của dây dẫn nè, hoặc là thể tích của chất khí ở áp suất không đổi, hoặc là áp suất của chất khí ở thể tích không đổi, và các kích thước của vật rắn. À, kích thước vật rắn tùy vào những cái môi trường, những vật mà cần đo thì chúng ta sẽ sử dụng và thiết kế những cái nhiệt kế nó khác nhau. Ví dụ đo nhiệt độ con người hoặc là nhiệt độ môi trường thì thường nó có tầm nhiệt độ là từ 0 đến khoảng là 100 độ, thì mình sẽ sử dụng được cái nhiệt kế mà thủy ngân, nhiệt kế kẹp thủy ngân này. Nếu mà đo ở cả 1.000 độ hoặc là 2.000 độ thì làm sao chúng ta đo được nhiệt kế thủy ngân này, người ta không sử dụng được. Vậy thì người ta sẽ nghĩ ra một cái phương án và một cái kích thước đo nhiệt độ khác, có thể là sử dụng các kích thước của chất rắn hoặc những cái phương pháp khác. Vậy thì cái nhiệt kế thủy ngân này nó ban đầu làm sao mà người ta biết được đo được nhiệt độ của vật chất nha? Thì muốn đo được nhiệt độ thì mình phải có một cái thang đo, một cái thang đo. Mà cái thang đo này thì phải xác định được cái bậc 0 và bậc thứ 100. À, vậy thì muốn để xác định bậc 0 thì người ta cho cái nhiệt kế thủy ngân này đặt vào trong cái môi trường nước đá. À, được rồi. Trong một khoảng thời gian lâu thì sẽ có sự cân bằng nhiệt, đúng không? Từ nhiệt của môi trường sẽ truyền vào trong cái kẹp thủy, nhiệt độ kẹp thủy ngân này. Và khi đó chúng ta sẽ đánh dấu là cái vạch ở 0 độ, vạch đó là cột chiều cao của cột thủy ngân lúc đó là 0 độ. Ngoài ra chúng ta sẽ xác định cái vạch 100, vạch ở 100. Vậy thì vạch 100 thì bằng cách ta cho vào cái dung dịch nước sôi 100 độ C và đợi khi quá trình cân bằng nhiệt diễn ra thì nhiệt độ trong cái cột thủy ngân này nó sẽ tăng lên đến khoảng 100 độ và giãn nở. Và đến cái vạch cái mức đó thì chúng ta sẽ đánh dấu nó là 100 độ. Vậy thì giữa từ 0 đến 100 độ này, giữa từ 0 đến 100 độ này chúng ta sẽ chia ra là 100 vạch, mỗi khoảng cách là mỗi cái ta chia ra là 100 vạch, đúng không? Và mỗi cái khoảng cách mỗi vạch đó, khoảng cách giữa các vạch với nhau là 1 độ C. Khoảng cách giữa các vạch với nhau là 1 độ C. Đó. Và ta có thể sử dụng cái nhiệt kế này để đo nhiệt độ trong cái dải từ 0 đến 100 độ C. Và cái thang đo nhiệt độ này ta gọi là thang đo nhiệt độ Celsius, là thang đo nhiệt độ mà người ta chọn là 0 độ là độ đông đặc của đá, của nước, độ đông đặc của nước là 0 độ C, và độ sôi của nước là 100 độ C. Và thang đo như vậy người ta gọi là thang đo nhiệt độ, thang đo độ Celsius, là thang đo độ C. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái thang đo nữa là thang đo nhiệt độ tuyệt đối, là hoặc là thang đo cái độ Kelvin. Vậy thì thang đo độ Kelvin người ta lấy cái gì? Chúng ta sẽ phân tích cái phần nhiệt kế khí điện tích, rồi chúng ta sẽ hiểu được là tại sao nó có cái giá trị nhiệt nhiệt độ không tuyệt đối. Thì cấu tạo của nhiệt kế khí đẳng tích như sau kha, nhiệt kế khí đẳng tích như sau này. Các bạn có một cái bình chứa bên trong là khí này, phía bên bên màu xanh này, các bạn thấy màu xanh với màu hồng này chứa khí này. Phía bên phải là gồm hai cái bình chữ A và chữ B này, hai bình này thông nhau bởi một cái ống, hai bình này thông nhau, thủy ngân sẽ mực thủy ngân giữa hai bình này là được. Để thông cho nên nó sẽ linh hoạt, đúng không nha, nó sẽ nâng lên và hạ xuống. Vậy thì ở đây người ta làm thí nghiệm như sau các em. Người ta đầu tiên người ta đặt cái bình phía bên phải chứa khí này vào trong nước đá, vậy thì áp suất để nhiệt độ lâu, để khoảng thời gian lâu thì
áp suất bên trong bình này và nhiệt độ bên trong bình này nó tương ứng là 0 độ C, và áp suất bên trong bình này khi đó sẽ là áp suất ở 0 độ C, áp suất ở 0 độ C. Và cái mực nước thủy ngân, mực thủy ngân ở bên cột bình A này người ta sẽ đánh dấu là bạch không. Sau một đánh dấu là bạch không đây, và bây giờ người ta tính sau một khoảng thời gian ổn định này, sau một khoảng thời gian ổn định ở đây và phía bên phải thì nó ổn định, thì phía bên phải nó sẽ có sự chênh lệch áp suất ở đây này các em, nó sẽ đẩy cái cột thủy ngân này trồi lên phía bên phải. Phía bên phải này so với cái mực mực thủy ngân phía bên cột A này thì mực thủy ngân phía bên cột B nó sẽ cao hơn là H. Đó. Vậy thì áp suất bên trong, suất bên trong bình này ở thời điểm là 0 độ C đó, người ta tính được này là áp suất B này sẽ bằng áp suất của khí quyển, áp suất của khí quyển kìa, cộng rho là mật độ, gọi là cái khối lượng, gọi là khối lượng của riêng của cột thủy ngân này, khối lượng riêng của cột thủy ngân này, rồi rho gh, rho gh là gì các em? Là áp suất do chiều cao của cột thủy ngân, đây là áp suất do chiều cao của cột thủy ngân đè lên, mà chiều cao cột thủy ngân là ở tại vị trí này, từ điểm mà từ cái mực A đến cái mực của cái ở bên cột B này. Vậy thì áp suất bên trong của bình này ta tính được là B0, anh xin lỗi, là B0 độ C, áp suất ở 0 độ C. Và người ta đánh dấu này, cái vạch vạch này là vạch 0, ta đặt đánh dấu là vạch này là vạch 0. Tiếp theo nha, bây giờ người ta lấy cái bình này nha, người ta sẽ và người ta đánh dấu trên cái đồ thị BT đó kìa, trên cái đồ thị BT tại thời điểm T bằng 0 độ C này, áp suất nó có được cái giá trị là B. B0 này là B0 độ C nha các em, B0 độ C này. Còn B trên này là áp suất của khí quyển, số khí quyển. Tại thời điểm mà 0 độ C nó có áp suất là B0. Tiếp theo là ta lấy cái bình nước đá này ra, ta đặt cái bình nước đang sôi, đun sôi bình nước ở đây. Thì khi đó chắc chắn áp suất bên trong cái phần khí bên trong này nó sẽ tăng lên và nó đè cái cột thủy ngân này xuống này, đó là bên này trồi lên này. Nhưng mà bây giờ ở đây này, phía bên phải cột B chúng ta rót thêm thủy ngân vào, ta có thêm thủy ngân vào, làm cho khi đó thì sao các em, cột thủy ngân này nó sẽ cao lên và chúng ta giữ được cái mực nước tại đây, mực nước tại đây này, nó giữ đúng cái vạch không này giữ đúng vạch không này. Và khi đó chúng ta sẽ đo cái chiều cao cột nước lúc này, chiều cao cột nước lúc này là H 100 độ C đó, H tương ứng với 100 độ C này. Và khi đó ta tính được áp suất ở 100 độ C sẽ bằng áp suất khí quyển này, cộng rho gh, ta tính được áp suất của nhiệt độ, áp suất bên trong cái bình này lúc ở 100 độ C. Rho gh này nó lại lên. Sao em? Dạ, cái rho là cái gì thầy? Rho nó là khối lượng riêng của cột thủy ngân, khối lượng riêng của thủy ngân nhân với gia tốc chậm trường nhân với chiều cao h. Đây này, nên cái rho nhân với g nhân với h nó sẽ tạo ra một cái áp suất đè lên cái bề mặt ngay tại vị trí này. Rho gh, rho là gì? Khối lượng riêng của cột thủy ngân, g là gia tốc chậm trường, h là chiều cao. Vậy thì áp suất tại chỗ này là do cái cột chiều cao của cột cột thủy ngân nó đè lên tại vị trí này. Đó. Vậy thì tương tự chúng ta tính được áp suất tại thời điểm là tại nhiệt độ 100 độ C, và chúng ta kẻ vào trong đồ thị này, tại thời điểm 100 độ C tương ứng với áp suất là bao nhiêu. Đó. Vậy thì dựa vào cái đồ thị này chúng ta có thể đo được áp suất của các đo được cái gì, nhiệt độ của các cái dung môi, cái dung dịch mà chúng ta cần đo bằng cách là đo áp suất, đúng không? Đo áp suất bằng cái nhiệt kế đăng tích này, áp suất. Vậy thì ở đây nó đăng tích chỗ nào các em? Đăng tích ở chỗ này nè, nghĩa là ta để cái bình này bên trong này, thể tích của nó luôn luôn giữ ở cái mức này, cái vạch của thủy ngân ở mức này.
bên phải nhiệm vụ mình sẽ thêm thứ ngân vào, hoặc là lấy bớt thứ ngân ra, làm sao mà cho nó làm như các em cân bằng vị trí này là cân bằng. Khi đó thể tích bên trong này, này là không thay đổi, đúng không các em? Thể tích không thay đổi, áp suất thì tăng lên, áp suất tăng lên, và sự tăng lên áp suất này ta sẽ tính được thông qua cái chiều cao của cột H này, thông qua chiều cao của cột H này. Áp suất nó sẽ thay đổi, nhưng mà ta lưu ý là để cho cái giữ cho cái bề mặt này nó luôn luôn cái ranh giới giữa cái cột thủy ngân và khí bên trong này nó luôn luôn ở cái vạch không, ở vạch không. Vậy là chúng ta tính được áp suất bên trong bình thông qua cái gì, cái chiều cao của cột thủy ngân. Rồi giả sử áp suất đó nó có giá trị là b nào đó ở đây, và ta kể ở đây từ không b không đến b này, b 100 này. Và ta có chọn, ta tính được cái áp suất ở thời điểm là tại cái môi trường đó là b nào đó. Từ đây ta kẻ ngang qua thì các cái đường b0 và b100 ở đây, và ta sẽ giống xuống và ta tính được nhiệt độ tại thời điểm đó, ví dụ là 75 độ C chẳng hạn, 75 độ C đó. Rồi và bây giờ giả sử bên trong người ta thay đổi những chất khí khác nhau, những loại chất khí khác nhau, thì người ta đều thu được là cái đường phụ thuộc từ B0 đến B100 này đều là một cái đường thẳng tuyến tính. Ta thay bên trong này, ta thay những chất khí khác nhau và vào trong cái bình cái nhiệt kế khí đạn tích này, thì người ta luôn luôn tìm được là cái sự phụ thuộc của nó là một cái phụ thuộc tuyến tính. Và các bạn thấy là những cái loại khí khác nhau thì nó sẽ có những đường phụ thuộc là giãn nở khác nhau này. Ở giãn nở, xin lỗi, là nhiệt độ tăng lên thì áp suất nó sẽ tăng lên khác nhau vì các loại chất khí khác nhau, cho nên là các cái đường đó nó sẽ tăng lên nhanh hay chậm tùy vào cái loại chất khí. Nhưng một điều chúng ta thấy là khi mà kéo dài cái đường nhiệt độ này, các bạn thấy đường áp suất đấy, áp suất phụ thuộc vào nhiệt độ đó, khi mình kéo dài về tới là -273 độ, 273,15 độ. Và các bạn lưu ý là tất cả những cái đường này nó đều quy tụ về tại cái điểm là -273 độ. Có nghĩa là trên cái đồ thị BT này các em thấy là tại vị trí -273 độ này, tất cả các vật chất nó như thế nào? Các cái bình đó nó có áp suất không? Không có áp suất. Bạn lưu ý là không có áp suất nha. Nghĩa là các vật chất, các khí bên trong bình đó nó đứng yên. Nhiệt độ -273 độ là khí nó đứng yên. Và cho nên là nó không có tác động lên thành bình, cho nên áp suất lên thành bình nó bằng 0. Vậy thì cái giá trị -273 độ này là một cái giá trị đặc biệt mà các phân tử ở đó nó không chuyển động vì nhiệt. Không chuyển động vì nhiệt, nghĩa là các phân tử nó sẽ đứng yên, không chuyển động vì nhiệt. Và người ta chọn cái giá trị này là độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối là nghĩa là tuyệt đối các phân tử nó không chuyển động về nhiệt, nó đứng yên. Giá trị này -273. Vậy thì cái nhiệt độ này người ta gọi là nhiệt độ tuyệt đối Kelvin. Và Kelvin ông chọn cái thang đo nhiệt độ, là thứ nhất là ông chọn cái điểm không tuyệt đối là một cái mốc này. Điểm thứ hai là điểm mà nước nó vừa đóng băng. Gọi là điểm đóng băng, gọi là điểm 3 của nước á. Điểm 3 của nước nghĩa là gì? Nghĩa là điểm mà nước đá nó vừa đóng băng này, bắt đầu đóng băng là 0 độ C đó, là người ta gọi là điểm 3 của nước. Bởi vì ở đó trạng thái của nước nó gồm trạng thái khí, lỏng và trạng thái rắn. Vậy thì Kelvin ông chọn cái thang đo nhiệt độ là từ 0 độ tuyệt đối và điểm 3 của nước. Và từ đó ông chia làm 273 vạch, và mỗi vạch nó sẽ tương ứng là 1 độ K. Chia làm 273 khoảng, và mỗi khoảng tương ứng là 1 độ K. Các bạn lưu ý là thang đo nhiệt độ Kelvin sử dụng hai cái điểm rất quan trọng, chỗ là 0 độ K và 0 độ C để mà người ta làm cái thang đo. Ngoài ra còn có một cái thang đo nhiệt độ nữa là thang đo Fahrenheit. Thì thang đo này thường sử dụng ở Mỹ. Và thang đo nhiệt độ Fahrenheit này người ta sử dụng là nhiệt độ đóng băng của nước
hoặc là điểm 3 của nước á, là 32 độ F, và nhiệt độ hóa hơi, nhiệt độ hóa hơi của nước á, độ sôi của nước là 212 độ F. Đó, bạn lưu ý là từ 32 độ F đến 2, là từ 0 độ C đến 100 độ C nó tương ứng là 32 độ F và 212 độ F. Vậy thì từ cái khoảng này thì người ta chia ra 180 khoảng chia. À, và mỗi khoảng chia tương ứng với 1 độ F. Vậy thì chúng ta có ba cái thang đo nó khác nhau, độ C, độ F và độ K. Thì mối liên hệ chuyển đổi qua lại giữa các độ nhiệt độ C, độ Celsius và độ Kelvin á, thì ta có công thức là đối với độ C sẽ bằng T trừ 273 này. Nhiệt độ C sẽ bằng nhiệt độ Kelvin trừ 273. Còn đối với Celsius mà chuyển qua độ F thì ta có là nhiệt độ F sẽ bằng 9 phần 5 độ C cộng với 32. À, 9 phần 5 độ C cộng với 32. À, và... Thầy ơi, cho bạn ghi vào với thầy. Bạn nào em? Cho bạn ghi ạ. Rồi, sao mà vào muộn? Rồi, ok. Rồi, độ F. À, lưu ý là nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ C. 0 độ C và 273 độ K là 32 độ F. À, vậy là về nhiệt độ, những cái khái niệm này cũng đã quen thuộc với chúng ta rồi. Nên ta sẽ hiểu cái năng lượng này là tương đối là nhanh, đúng không? Ta lưu ý các thang đo nhiệt độ và cách. Rồi ta lưu ý lại chỗ này nha. Định nghĩa về nhiệt độ. Rồi cái các vật chất nó có sự giãn nở về nhiệt, đặc biệt là đối với trong cái ngành kỹ thuật thì người ta sẽ tính toán đến sự giãn nở về nhiệt khi mà nhiệt độ của môi trường thay đổi. Ví dụ như các cái công trình cầu dây văng, hoặc là những cái đường ray xe lửa, hoặc là những cái tòa nhà cao tầng. Vậy thì khoảng cách giữa các cái giữa cái mối mà kết nối giữa các cái dòng cầu, các bạn sẽ thấy là giữa các dòng cầu thì nó sẽ có một cái khe, và cái khe này người ta sẽ chừa và tính toán làm sao đối với cái điều kiện thời tiết ở từng cái khu vực. Ví dụ như đối với những cái nước mà Đông Âu thì mùa hè và mùa đông thì nó có sự chênh lệch nhiệt độ rất là lớn. Mùa hè thì nó phải là 30 đến là gần 35 độ, trong khi mùa đông nó sẽ lại là âm khoảng là 15 đến là 20 độ, chênh lệch nhiệt độ gần đến 50 độ. Cho nên là khi mà thiết kế như vậy, những cái kiến trúc về cầu hoặc là nhà cửa mà bằng thép hoặc là bằng bê tông, thì người ta đều tính đến cái sự giãn nở về nhiệt. Tính đến sự giãn nở về nhiệt. Vì khi nhiệt độ tăng lên thì cái sự giãn nở nó sẽ có, đúng không? Mà sự giãn nở này nó phụ thuộc vào chiều dài của cái kết cấu mà chúng ta đang thiết kế đó. Ví dụ như cái thanh thép đường ray của xe lửa, các bạn, đường ray xe lửa là một thanh rất là dài, và chúng ta thấy là khi nhiệt độ tăng lên vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chiều dài độ giãn nở của nó này, độ giãn nở của đường ray xe lửa, cái thanh ray của xe lửa này là delta L, độ giãn nở nó sẽ bằng hệ số giãn nở nhân với chiều dài của thanh ray này nhân với độ thay đổi nhiệt độ. Giả sử ở đây là ở những nước là châu Âu ấy, các bạn thấy là mùa đông nhiệt độ của nó là âm, mùa hè nhiệt độ nó cũng là 30 đến 35. Vậy thì chúng ta thấy là độ thay đổi nhiệt độ delta T nó tới là có thể là 50, giả sử là những thời điểm cao nhất là 50. Vậy thì chiều dài của thanh ray này rất là dài, đúng không em? Đôi khi nó tới gần 30-40 mét. Vậy thì cái độ giãn nở của này, giãn nở của nó sẽ cũng là tương đối là đáng kể, cũng tầm cũng vài cm, vài cm. Các bạn thấy lưu ý là giãn nở cũng vài cm, tầm cũng là 3-4 cm tầm đó. Cho nên là khi mà các bạn mà nhìn thấy cái thanh ray, những cái tàu, những cái chuyến tàu hỏa đó, hoặc là tàu hỏa các bạn đi, các bạn thấy là nó hay kêu mà sình sịch, đúng không bạn? Sình sịch và hay là kêu. Nó hay kêu rất là mạnh, nó rung lắc và nó kêu rất là mạnh, là do khoảng cách giữa các cái
cái ray xe lửa nó có khoảng cách này, nó có cái khe hở, và khi cái khe hở này nó rộng nó không có liền, không có khít ấy, cái khe hở này nó rộng, cho nên là cái bánh xe nó đi qua cái đó nó sẽ tạo thành một cái gì, một cái độ gì, một cái độ gọi là một cái độ va đập lớn, sắt với sắt mà thép với thép, đúng không ạ? Nó va đập lớn cho nên là nó sẽ tạo ra những âm thanh khi mà đi tàu hỏa nó rất là ồn. Ngoài ra nếu mà các cái thanh ray này nó bị cong vênh lên thì nó sẽ tạo ra sự rung lắc, đúng không? Rung lắc của tàu hỏa, và đặc biệt tàu của Việt Nam mình đi là rất là lắc. Đó, hệ thống tàu SE1, SE2 này, là tàu Bắc Nam đó, tuy là Bắc Nam nhưng mà đi là tàu đi là rất là rung và lắc. Vậy thì các bạn lưu ý lại độ giãn nở dài ở đây ta có là delta L là độ giãn nở dài sẽ bằng alpha nhân Li nhân với delta T. Alpha đây là gì? Là cái hệ số giãn nở dài. Li là chiều dài ở nhiệt độ ban đầu. Delta T là độ tăng nhiệt độ. Đó, ta lưu ý delta L sẽ bằng alpha Li nhân delta T. Delta T là độ tăng nhiệt độ nha. Rồi giãn nở khối, ví dụ là một cái khối khối sắt hoặc một khối thép gì đó là đồng nhất. Vậy thì khi mà đặt trong cái nhiệt độ thay đổi thì nó có sự giãn nở, mà vì là thể tích cho nên nó sẽ giãn nở là ba chiều, đúng không ạ? Giãn nở ba chiều là gồm các phương theo trục x, trục y và trục z, hình dung là ba chiều như vậy. Và vì nó đồng chất và nó giống nhau đẳng hướng cho nên khi nhiệt độ tăng lên thì cả ba cái phương này nó đều giãn nở đều như nhau. Vậy thì mỗi phương nó có sự giãn nở là ta xem nó như là một cái sự giãn nở dài, mỗi phương là một giãn nở dài. Vậy thì cái hệ số giãn nở của cái vật vật nó có cái thể tích thì nó sẽ là được bằng 3 lần hệ số giãn nở dài. Đó, vì nó theo cái ba phương khác nhau cho nên là cái hệ số giãn nở thể tích nó sẽ bằng 3 lần alpha. Đó. Và ngoài ra ta thấy là hệ số giãn nở diện tích, ví dụ ta xét một cái tấm bề mặt thì khi mà để trên cái nhiệt độ tăng thì nó tương tự nó cũng giãn nở theo hai chiều, đúng không nha? Theo hai chiều, và khi đó hệ số giãn nở diện tích sẽ bằng là 2 lần alpha, nghĩa là 2 lần hệ số giãn nở dài. Và cái diện tích mà nó tăng lên sẽ bằng là 2 lần alpha nhân với diện tích ban đầu này, diện tích ban đầu nhân với delta t. Còn cái thể tích, độ tăng lên của thể tích sẽ bằng beta nhân với thể tích ban đầu nhân với delta t. Đó. Thể tích ban đầu nhân với delta t. Rồi chúng ta khảo sát những cái hệ số giãn nở của các vật liệu xây dựng và các cái chất lỏng mà hay thường sử dụng ở trong đời sống chúng ta này. Ví dụ như là aluminum này, ta sẽ có là nhôm, đúng không? Nhôm này nó sẽ là 24 × 10⁻⁶, brass and bronze thì nó sẽ là 19 × 10⁻⁶, là cái này là đồng thau. Còn bê tông là 12 × 10⁻⁶. Trong khi đó thép, các bạn thấy là thép nó sẽ là 11 × 10⁻⁶. Vậy thì chúng ta thấy thép này, trong các vật liệu này thép tương đối giãn nở, trong các vật liệu sắt, thép, đồng và nhôm thì thép là giãn nở ít nhất, đúng không kìa? Hệ số giãn nở của nó nhỏ nhất này. Lưu ý là giữa thép này, đồng, nhôm và bê tông, đồng là copper này, thì ta thấy là thép có hệ số giãn nở nhỏ. Còn cái thủy tinh thì chúng ta thấy là giãn nở cũng tương đối là ít, đúng không kìa? Thì thủy tinh đó, thật là kính cường lực rồi đó, giãn nở ít. Rồi các cái vật liệu ở dạng khí khác, ví dụ như là acetone, rượu này, hoặc benzen, thì chúng ta thấy là cái hệ số giãn nở gần giống nhau. Rượu và benzen thì nó gần giống nhau đó. Chỉ có xăng này là 9.6 và glycerin là 4.85.
Thủy ngân là 1.82, helium là 3,6 nhân 10 trừ 3. Helium này tương đối là dạng nở tốt đúng không các? 3,6 nhân 10 trừ 3. Trong khi có xăng thì có 1.6 9.6 nhân 9.6 nhân 10 trừ 4. Lưu ý là những cái đặc tính và hệ số dạng nở để chúng ta chọn vật liệu khi mà mình thiết kế những cái yêu cầu kỹ thuật cho nó hợp lý. Giải lượng kim, giải lượng kim là cái gì các em? Gọi là băng kép, là hai cái thanh kim loại, hai thanh kim loại được kẹp lại dính chặt vào nhau, và hai thanh kim loại này có cái hệ số dạng nở khác nhau, ví dụ ở đây chúng ta có cái đồng thau và cái thép đó, kẹp lại ta dán dính lại hoặc là ta quýt cái ốc lại. Thì ở đây khi mà nhiệt độ tăng lên, thì cái đồng thau này nó giãn nở tốt hơn đúng không nha, giãn nở mạnh hơn, và cái thép này lúc nãy có hệ số giãn nở nhiệt nó thấp cho nên nó sẽ bị giãn nở chậm hơn, do giãn nở chậm cho nên nó sẽ bị cong lại, còn cái đồng thau nó sẽ bung ra đúng không nha, bung ở bên bên này. Còn cái phần thép nó sẽ bị cong lại. Và ứng dụng cái tính chất này trong cái mạch điện, trong cái mạch điện đóng và ngắt mạch điện, vì người ta đã thiết kế đến một cái khóa về máy mạch điện, bên trong là một lớp đồng, bên ngoài nó là một cái lớp thép. Vậy thì khi nhiệt độ tăng lên thì cái mạch đồng thau này nó giãn nở, nó làm hở mạch. Khi mà nhiệt độ hạ xuống thì cái đồng thau co lại, nó sẽ đóng mạch lại. Đó là cái gọi là cái giải lượng kim mà người ta sử dụng trong những cái công tác đóng ngắt mạch điện khi mà có sự thay đổi lớn về nhiệt độ. Nếu bạn được yêu cầu làm một cái nhiệt kế thủy tinh rất nhạy, bạn sẽ chọn loại chất lỏng nào sau đây? Thủy ngân, rượu, xăng và glycerin. Thì các em chọn cái nào? Thủy ngân, rượu, xăng và glycerin. Thủy ngân, vì sao? Vì sao chọn thủy ngân kia? Nó quay lại ở đây này, cái bảng của cái hệ số dạng nở về nhiệt. Nếu người ta yêu cầu các bạn là thiết kế một cái là một cái nhiệt kế mà rất là nhạy, là cái độ dạng nở của nó lớn, là chia vạch vạch nó rõ ràng, như là nó nhạy, với cái nhiệt độ ví dụ nó tăng lên một độ mà mình cũng có thể là xác định được đúng không? À, vậy thì các bạn sử dụng cái nào này? Phụng, em sẽ sử dụng cái chất nào? Phụng bên 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 khoa học vật liệu nè, cái này chắc là rành ha. Phụng cái đó không em? Alo, cái tên đây mà đi đâu rồi? Bên thầy có con không vậy? Nguyễn Phụng này. Nguyễn Phụng rồi. Theo các em là sẽ sử dụng cái nào? Con đâu mất tiêu rồi. Mất slide rồi. Các em sẽ sử dụng cái nào nha? Sử dụng chất lỏng nào? Xăng đúng không? Nếu mà theo cái hệ số dạng nở thì chúng ta thấy là xăng, gasoline này nó sẽ là 9,6 nhân 10 trừ 4, trong khi là cái rượu là alcohol này, alcohol và ethyl này nó 1.2, alcohol này chỉ 1.2 thôi. Rồi glycerin nó là 4.85, thủy ngân nó là 1.82. Vậy là xăng nó có hệ số dạng nở nhiệt tốt nhất. Nhưng mà xăng sao các em? Xăng nó sẽ là không bền đúng không? Nó sẽ dễ bốc hơi trong cái không khí. Nó dễ bốc hơi. Nên nếu mà lý thuyết thì sử dụng xăng thì tốt, nhưng mà thực tế xăng nó còn có những tính chất khác dễ bay hơi. À,
Alo, các em thấy cái slide trên màn hình chưa? Thấy rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo các em. Và câu hỏi tiếp này này. Hai khối cầu được làm bằng cùng kim loại và cái cùng bán kính, nhân một cái rỗng và một cái đặc. Khi nhiệt độ tăng, quả cầu nào mở rộng hơn? Câu A này, quả cầu đặc. Câu B, quả cầu rỗng. Câu C, hai quả cầu mở rộng như nhau. Câu D, không đủ thông tin. Câu D là không đủ thông tin. Theo các em, bạn nào giải thích được là quả cầu nào sẽ mở rộng hơn? Vì sao? Vì sao ba câu rộng mở rộng hơn? Chưa chính xác. Ý em nói là không khí bên trong á hả? Không khí bên trong khi nhiệt nó tăng lên, không khí bên trong làm cho ba nó bự lên quả cầu bằng kim loại, nó dạng nở rộng hơn hả? Phải không? Thì còn chưa chính xác nha, bởi vì không khí bên trong một quả cầu bằng thép thế này, không khí bên trong nó tăng lên rồi quả cầu thép nó đâu có ảnh hưởng gì em, vì không khí bên trong nó đâu đâu đủ sức mà làm cho cái nó tăng lên đến cái mức mà quả thép nó phải dạng nở ra đâu. Cái bong bóng dạng nở thì được, đúng không kia? Câu C đúng thầy ơi. Quả bong bóng nó sẽ giãn nở, bong bóng là bằng bằng gì? Bằng cao su, nó sẽ giãn nở ra khi mà nhiệt độ tăng lên. Còn quả cầu bằng thép hoặc là bằng kim loại mà mình cho vào nhiệt độ bên bên trong khi tăng lên thì nó cũng không ảnh hưởng, không khí bên trong không đủ, thực tế là không đủ làm cho nó giãn nở vì không khí bên trong được. Câu bạn là câu gì? Hai quả cầu mở rộng như nhau. Câu C ạ. Các em lưu ý nè, cái công thức này nè. Delta V sẽ bằng 3 lần alpha nhân V y nhân với delta T nha. Đó. Delta V là độ giãn nở thể tích sẽ bằng beta V y thể tích ban đầu delta T nhân với V. Mà các bạn lưu ý nè. V y là gì? VI, thể tích của VI này. Thể tích VI nha. Và thể tích mà có cái kim loại á. Thể tích có kim loại. Thế là thể tích sẽ bằng 4 phần 3 BR mũ 3. Đó. Mà R là gì? Là cái bán kính từ tâm của quả cầu đến cái vỏ, đúng không? Đó. R này này. R này nó có tăng lên không? R này nếu mà nhiệt độ tăng lên thì R nó sẽ tăng lên. Đúng chưa? Nếu nhiệt độ tăng lên thì R nó sẽ tăng lên. Mà R sao? R nó phụ thuộc, nó chính là cái chiều dài từ tâm đến cái vỏ. Mà đối với quả cầu đặc á thì từ tâm đến vỏ thì nó phân bố đều tất cả các kim loại, đúng không? Kim loại nó phân bố đầy. Còn quả cầu rỗng thì kim loại nó chỉ có ở trên cái gần vỏ thôi. Và bên trong nó lại thiếu, đúng không? Bên trong không có kim loại. Vậy thì cái chiều dài từ mà tâm đến cái vỏ của cái quả cầu đặc nó sẽ dài hơn đối với cái chiều dài của cái quả cầu rỗng. Cho nên delta R này, delta R của cái gì? Của cái quả cầu đặc nó sẽ lớn hơn nha. Delta R của quả cầu đặc nó sẽ lớn hơn. Đó. Cho nên quả cầu đặc nó sẽ giãn nở, nó rộng hơn, giãn nở nhiều hơn so với quả cầu rỗng. Một đoạn đường ray làm bằng thép có chiều dài 30 mét khi nhiệt độ là 0 độ C, độ dài của nó bằng bao nhiêu khi nhiệt độ là 40 độ C? Bạn sử dụng công thức. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng công thức này các em.
nhiệt độ người ta cho độ C tăng lên này, không độ C tăng lên đến 40 độ C đúng không? À, chiều dài ban đầu là 30 mét, à, 30 mét. Khi nhiệt độ ban đầu là không và nhiệt độ lúc sau là 40, vậy thì người ta sử dụng trực tiếp công thức delta L độ giãn nở về nhiệt sẽ bằng alpha nhân nhiệt chiều dài ban đầu nhân với delta T. À, mà chiều dài ban đầu có rồi nè, alpha có rồi và delta T cũng có rồi, tính được delta L. À, delta L ở đây là 13 mét, 13 cm này. Bạn thấy không? Đường ray mà nó dài 30 mm. Đó, nhiệt độ tăng lên 40 độ thì độ giãn nở của nó là các bạn thấy lớn không? 13 cm. 13 cm các bạn là gần bằng một gan đúng không? Hơn nửa gan đó, 13 cm. Vậy thì các bạn thấy là độ giãn nở của nó rất là lớn đúng không? Nếu chiều dài là 30 mét. Còn nếu chiều dài mà tăng lên nữa thì 40 mét thì chúng ta thấy là nó sẽ giãn nở rộng hơn. À, giãn nở là rộng hơn nữa. Vậy cho nên khi mà làm đường ray thì chúng ta lưu ý là giảm cái chiều dài của cái thanh ray này lại. Giảm chiều dài này. Và ở Việt Nam mình thì có nhiệt độ là thay đổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu các? Ở Việt Nam mình nhiệt độ thay đổi tầm khoảng là 20 mấy độ đúng không? Đến đôi khi là 40 độ, 40 độ là ở ngoài trời 40, 42 độ là cao luôn. Vậy thì cái thang delta T này tầm án chừng khoảng tầm 20 thôi. Tầm 20 đến 25. À, 20 đến 25. Delta T từ 20 đến 25. Vậy là khoảng là ta tính được tầm khoảng một nửa này thôi. Còn là 5 đến 6 cm. Sự giãn nở 5 đến 6 cm thôi. Rồi chúng ta sang phần khí lý tưởng. Mô hình khí lý tưởng. Khí lý tưởng là thực tế thì trong người ta xây dựng cái mô hình này là người ta bỏ qua những cái yếu tố ở thực tế, yếu tố thực tế và bỏ qua không tính cái sự tương tác giữa các phân tử khí.